Cô chào các con. Hôm nay cô và các con sẽ ôn bài ở nhà, bài 14 của môn học vần. Bài 14 các con học có âm giờ và âm đờ có hai âm. Đây là âm giờ. Các con đọc cho cô. Âm giờ. Âm giờ. Âm giờ. Âm giờ ghép với mê ta được tiếng dê. Giờ ê dê. Giờ ê dê. Giờ ê dê. Các con đọc trơn là dê. Các con đọc lại cho cô. Giờ. Giờ ê dê. Dê. Các con đọc lại cho cô. Giờ. Giờ ê dê. Dê. Đây là bức tranh vẽ các chú dê. Đây. Đây là dê. Dê ăn cỏ, ăn lá. Thấy nha. Và đây là chữ dê được viết bằng chữ viết. Âm giờ đứng trước, âm ê đứng sau. Ta đánh vần giờ ê dê. Đọc trơn là dê. Âm thứ hai các con học đó là đờ. Các con đọc cho cô. Âm đờ. Âm đờ. Âm đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ o đo huyền đờ. Các con đọc trơn là đờ. Đờ. Các con đọc lại cho cô. Đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ. Đọc lại. Đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ. Đây là bức tranh vẽ một chiếc đò. Đây là chị lái đò đưa khách sang sông, từ bên này sông sang bên kia sông. Ta được thiệu thị làng. Đây là chữ đò. Chữ đò đây là đò viết. Âm đờ đứng trước, âm o đứng sau. Dấu huyền trên đờ âm o. Đọc là đờ o đo huyền đò. Chúng ta đọc trên là đò. Các con bắt đầu đọc cho cô. Giờ. Giờ ê dê. Dê. Con đọc lại. Giờ. Giờ ê dê. Dê. Đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ. Các con đọc lại. Đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ. Cô và các con sang phần đọc tiếng. Âm giờ ghép với ma ta được tiếng gia. Âm giờ ghép với e ta được tiếng de. Âm giờ ghép với o ta được tiếng do. Các con đọc với cô. Giờ a gia. Giờ a gia. Giờ a gia. Giờ e dê. Giờ e dê. Giờ e dê. Giờ o do. Giờ o do. Giờ o do. Các con đọc trơn. Gia. Dê. Do. Âm đờ ghép với a ta được tiếng đa. Âm đờ ghép với e ta được tiếng đe. Âm đờ ghép với o ta được tiếng đo. Cô và các con cùng đánh vần. Đờ a đa. Đờ a đa. Đờ a đa. Đờ e đe. Đờ e
đe đờ o đo đờ o đo đờ o đo. Các con đọc trơn. Đa đe đo giờ a da giờ e dê da dê. Các con đọc lại. Da dê da dê. Đờ y đi bờ ô mô nặng bộ đi bộ đi bộ đi bộ. Các con đọc lại. Giờ a da giờ e ye giờ o do đờ a đa đờ e đê đờ o đo. Da dê do đa đê đo. Giờ a da giờ e dê da dê đờ y đi bờ ô bô nặng bộ đi bộ. Các con xuống phần luyện viết. Bài luyện viết các con viết ở lớp rồi. Bây giờ cô và các con đọc. Âm giờ được viết bằng chữ viết thường. Âm đờ viết bằng chữ viết thường. Âm giờ và âm đờ này, độ cao của hai con chữ này là 4 ly. Riêng âm e và âm o 2 ly và dấu thanh huyền trên đầu âm o. Các con bắt đầu đọc. Giờ đờ giờ ê dê đờ o đo huyền đờ giờ đờ dê đờ. Bức tranh tiếp theo vẽ gì các con? Đây là bức tranh vẽ. Đây là dì Na đi đò này các con. Đó, đây là một người chèo thuyền. Đây là chiếc đò. Đi từ bên này sông sang bên kia sông. Người ta đi đò. Còn đây là bé và mẹ đang đi bộ ở trên đất liền. Các con đọc cho cô. Giờ y di huyền gì? N a na d i d d o đo huyền đò b e b sắc bé v a va huyền và m e m nặng mẹ d i d b o mô nặng bộ. Các con đọc liền tiếng cho cô. Dì na đi đò bé và mẹ đi bộ. Dì na đi đò bé và mẹ đi bộ. Đây bức tranh vẽ. Đây là một chú dế. Ở miền quê các con mới thường hay thấy các bạn nhỏ thường hay bắt dế để chơi đá nhau. Đây là chú dế. Và đây là cá. Cá đây người ta gọi là cá cờ. Cá sống ở dưới nước, dưới biển, dưới ao, dưới hồ. Cá người ta dùng để nấu ăn, kho cá, nấu canh rất là ngon. Và còn người ta còn nuôi cá ở trong hồ để làm cảnh. Đây là bi. Những viên bi mà bằng sành. Các bạn hay chơi bắn bi ở sân trường, ở nhà. Người ta gọi nó là bi ve. Còn đây là chiếc lá đa. Chiếc lá đa, người ta được tách ra hai đầu và dùng dây nối kéo thụt vào bên trong
Người ta đây người ta gọi là làm đồ chơi. Đây là đồ chơi mà ở miền quê các bạn nhỏ thường hay chơi. Đó người ta gọi là trâu lá đa. Người ta gọi trò chơi này là trâu lá đa. Các con bắt đầu đọc cho cô. Giờ ê dê sắc dễ. Cờ a ca sắc cá. Cờ ơ cơ huyền cờ. Cá cờ. Bờ y bi. Vờ e ve. Bi ve. L a la sắc lá. Đờ a đa. Lá đa. Các con đọc trơn cho cô. Dế. Cá cờ. Bi ve. Lá đa. Các con đọc lại. Dế. Cá cờ. Bi ve. Lá đa. Bây giờ cô và các con ôn lại bài. Giờ. Giờ ê dê. Dê. Đờ. Đờ o đo huyền đờ. Đờ. Giờ a da. Giờ e dê. Giờ o do. Da. Dê. Do. Đờ a đa. Đờ e đê. Đờ o đo. Đa. Đê. Đo. Giờ a da. Giờ ê dê. Da dê. Đờ y đi. Bờ ô mô nặng bộ. Đi bộ. Giờ. Đờ. Dê. Đò. Giờ y di huyền gì? Nờ a na. Đờ y đi. Đờ o đo huyền đò. Bờ e bê sắc bé. Vờ a va huyền và. Mờ e mê nặng mẹ. Đờ y đi. Bờ ô mô nặng bộ. Các con đọc trơn. Dì na đi đò. Bé và mẹ đi bộ. Dì na đi đò. Bé và mẹ đi bộ. Dế. Cá cờ. Bi ve. Lá đa. Đó là nội dung bài học ở nhà của các con. Đến đây đã hết rồi. Các con cố gắng đọc đi đọc lại nhiều lần để bài mình chóng thuộc nha. Cô chào các con. Chúc các con học giỏi. Hẹn các con vào tiết học sau nữa nha. Cảm ơn bé đã theo dõi video này. Hãy like, comment và share video này nhé. Và bé hãy đăng ký kênh để xem nhiều video hơn nào.